Út xa như này đi. Đây rồi, anh ơi. Đi. Ê, từ anh bảo. Ai có tiền bẩn dồn hết về đây cho anh cái để anh đi rửa. Anh xem đang rửa tiền rồi. Ủa nhưng mà sao tao cùng xuống như này vậy? Alo. Xuống xe. Anh ơi có vấn đề gì anh ơi? Xe đâu ba? Có vấn đề gì anh? Xe ba. Xuống tiền này. Anh cậu trốn đây hả? Còn mắt cút đen đâu rồi? Cái xe đen tao đâu rồi? Đi mẹ mày. Tìm lấy được. Cái xe đen tao đâu rồi? Đi rồi. Thằng nào đi? Thằng cảnh sát đi rồi anh ơi. Vãi cả lồn, đi mẹ. Vãi. Đi mẹ, đéo hiểu sao chúng mày. Ôi thằng bóng ba kìa. Cái địt mẹ mày đéo hiểu sao tập trung anh... ở đấy, bọn công an nó toàn ở đấy thôi, địt mẹ cứ tập trung ở đấy làm đéo gì vậy? Anh cảnh sát ơi, em bảo. Em nghe thấy đấy, ai vừa nói? Nghe cái gì? Em bảo. Tôi ở đấy thì sao? Anh ơi, địt mẹ anh vừa cười anh cứ đuổi theo làm đéo bây giờ. Anh đi mẹ, công an anh đi làm nhiệm đây, vụ mẹ anh cảnh sát ơi. Tôi đang đi tìm cái xe này. Em cũng đang đi tìm bên này, em đéo hiểu sao ban ngày ban mặt chúng nó đi rửa tiền. Anh cần em giúp không? Em giúp anh. Anh bông mai. Đâu? Này em thấy nó chạy hướng này. Ui xe này đẹp thế, xe này của thằng đéo nào nhỉ? Đi ông ơi. Mẹ xa lắm quá. Đéo ổn chút gì. Ôi, cái lồn gì đây? Hiếu. Ông cán cái gì? Cái lồn gì? Địt mẹ mày bảo mày giảm cân mày đéo giảm đi, mày nặng đến nỗi nổ mẹ cả lốp xe rồi Hiếu. Tao đâu có đập trong game này đâu, địt mẹ. Thế địt mẹ mày giải thích sao? Mày đúng cái ghế mày ngồi luôn Hiếu. Đâu? Rõ ràng là mày cán cái gì rồi? Cán con cặc, tại mày béo quá đấy. Bây giờ kế hoạch là như này nhá. Mày đang đéo có gì trong người đúng không? Không. Bây giờ như này, lên ngân hàng này xong mày chui vào cướp, xong tao còn súng, tao còn khẩu Uzi, tao để ở bên ngoài tao canh, xong được tiền cái ra anh em chia nhau luôn, hiểu chưa? Ok, hợp lý. Ok nhá. Được nhiều không? Được nhiều vãi lồn luôn. Nhưng mà cướp thì mày ngồi ở trong đấy nhá. Mày di chuyển ra khỏi cái vòng là nó bị reset giờ đấy, hiểu chưa? Ok. Bình thường là có cướp ngân hàng là chỉ có 1 đến 2 là cảnh sát lên check thôi. Tao địt mẹ mà có khẩu Uzi tao sấy thật là xong rồi. Uzi bao nhiêu tiền mày? Uzi 50.000. Thì sau vụ này là tao mày có tiền mua súng to luôn. Hợp lý vãi lồn luôn. Vào đây Hiếu. Cướp đúng không? Từ từ nhá. Luôn nha. Bằng E thôi. Được không? Được chưa? Bao nhiêu giây? Được rồi. 5 phút. Ok đi con mẹ này. Thôi. Nhanh thế, đi con mẹ mày nhanh thế. Ai đây? Alo. Thằng nào đây? Em là sát thủ. Tao cũng là sát thủ. Mày làm sát thủ được bao nhiêu năm rồi? Anh lại đi cơ ngân hàng à? Em là sát thủ kinh nghiệm rồi anh, lâu năm rồi. Mày bị điên à? Đi mày bao nhiêu tuổi rồi? Em 23 tuổi rồi. Tao 30 tuổi rồi, địt mà tao làm sát thủ từ năm 7 tuổi cơ. Cảnh sát đến. Rồi em ơi. Còn anh sát thủ chuyên nghiệp nhỉ? Ơi, địt mẹ anh sát thủ rồi, mẫu giáo mà em. Hỏi thằng Hiếu xem còn bao nhiêu lâu được ông ơi? Chúng mày đâu hết rồi? Cảnh sát đến rồi. Chip ơi, chip ơi, chạy đi, thằng xe mẹ chết rồi, chip chạy đi, thằng xe mẹ chết rồi. Tội đéo gì, yên tâm đi, phải quay lại cứu nó bây giờ các bạn. Ôi. Ôi, chết rồi. Sao có người chết đây này? Tao anh ở trong khu vực cấm này anh ơi. Cấm thì tao là bác sĩ mà. Anh ơi, em bác sĩ, em cứu người.
À có người chết đây hả? Đâu anh ơi? Xác đâu? Đây đây anh ơi, đây. Đây đây. Ôi sao chết đấy em? Tôi bị bắn lén. Ôi rồi đèn cho anh cứu nè. Vi phạm bắn lén cơ mà nào giết. Anh lì thế cướp ngân hàng ở đâu anh? Ngân hàng đây à? Ngân hàng này luôn à? À không, ngân hàng bên kia nhưng mà có người xử lý rồi. À, anh cứu người lẹ tôi. Đấy, em đang cứu này. Ai à? Uầy. Ông chip kia chèn vào đầu tôi. Uầy anh còn sao không? Tôi có thấy. Sao tôi khỏe. Ô thế anh đéo cảm ơn với cả đéo cho tiền em mà anh buồn cười vãi lộn thế. Anh đi mẹ mày. Anh mặc quần áo thuế của dân đấy. Nhìn anh ơi. Em vừa cứu anh xong anh bắn đéo gì cái gì? Anh đòi hỏi cái gì? Anh muốn bao nhiêu tiền anh nói luôn. Thôi em đéo cần. Tôi giả thế công cho anh. Lần sau em chừa đéo giờ em cứu mấy thằng mặc đồ công an. Thôi anh làm mấy bác sĩ lớn tôi còn dỗi à? 3.000. Cái gì? 3.000. Ông làm một mình đi ông đi cứu. Ồ thế thì được rồi thì mẹ ông nhớ mặt tôi nhá. Ôi chúng ta công an quy tiền được. Của dân này. Công an quy tiền của dân này. Công an quyết tiền dân này. Công an. Địt mẹ thề. Ông ơi quay clip lại ông ơi. Thề. Ôi địt mẹ mà nhìn này. Tôi đang quay rồi. Ông ơi quay clip lại. Post lên Facebook ông ơi. Chết ở đâu. Địt mẹ mà thề. Anh ơi anh nhớ mặt em nhá. Địt mẹ em đéo hiểu ra. Đéo phải anh này. Anh kia đâu rồi. Nó đi rồi ông ơi. Nó đi rồi. Tôi quay clip lại rồi. Chịu vậy thôi đi mọi người ơi. Ông ơi thằng bạn tôi đâu rồi. Bạn ông vào tù con mẹ rồi. Thằng nào có số điện thoại nó. Dừng anh nào đi xe em đấy. Ai đi xe em đấy. Biết xe mày là thằng nào. Có thằng nào có số điện thoại của thằng Hiếu không? Cướp xong cưa anh ơi. Địt mẹ xong đéo thì địt mẹ mày. Bạn tao vào tù với mẹ. Sao ông mày để cho thằng lợn đấy nó cướp địt mẹ. Thì nó vô dụng nhất thì nó chỉ có bạn... cái việc nó đứng ở đấy thôi. Có đéo đâu. Đúng rồi còn đéo nữa. Anh bắn chết thằng bông mai rồi. Thế địt mẹ mình tự nhiên là có thêm hai thằng nữa nó đến. Đéo thằng nào bắn cả. Chúng mày đéo có súng à? Em đánh chip tay không mà. Thế địt mẹ mà chúng mày cũng đòi rủ tao đi cướp. Chúng mày điên à? Thôi tí nữa đợi bạn tao ra tù xong đi đón nó. Địt mẹ lỗi của chúng mày đấy. Xe ơi. Ê là đồng chí. Đồng chí nay làm sớm thế. Anh đây làm gì đây? À em đang đợi mẹ em đi shopping anh ạ. Đây tôi vừa nhận được thông báo có một vụ cướp. Em cũng thế, em vừa nghe radio xong. Địt mẹ em vừa thấy chúng nó chạy hướng thẳng đứng sau anh này. Ngay trước mặt đây này. Chúng nó đi xe máy hai chỗ anh ạ. Này rất là nguy hiểm này, anh tránh sao. Đúng rồi, em cũng thấy nguy hiểm kinh khủng luôn anh ạ. Không thể tưởng tượng được. Di chuyển. Ôi, anh cảnh sát ơi. Anh làm gì mà đi theo bọn em ấy? Ai phải cảnh sát đéo đâu. Đúng rồi, cảnh sát đấy anh. Bọn em không cảm thấy không thoải mái anh ạ. Hello. Chào đồng chí. Người dân sống. Đồng chí Vũ bự thế. Chào anh. Anh chào nhầm rồi, em ở đằng sau lưng anh mà. Đây, em chào anh. Chào anh sói. À, chào anh. Em là anh em mới vô nghề. À thế à, ôi sảnh rỗi. Có gì sau này anh chịu khó cướp ngân hàng nhiều tí nha anh. Để bọn em có việc làm mà. Đi mẹ em sảnh quá. Dạ để em có việc làm chứ, để em rảnh quá rồi. Đi con mẹ phải lộn. Chịu. Ê anh muốn cởi trần như mày làm nhau. T-shirt 57. T-shirt đầu tiên là 57. T-shirt 1 hay T-shirt 2? 1. T-shirt 1 57. Được chưa? Tô số 191. Mày đi đài với cả gọi đồ ăn đi. Xong đến lúc ăn xong thì anh bấm lên số 57 đấy. Ít đã lâu vãi lồn thế. 57 con cặc. Cái 57 là áo thường mà Quang. Cứ chọn đi. 57 chưa? Rồi 57 này. Mày thấy anh cởi. Rồi tiếp theo. Mày thấy anh cởi trần chưa? Chưa. Tô số 1. Tô số 191. Tô số 191 á? Thôi mày đi ngủ giấc đi, xong lúc nào xong thì anh gọi. Địt con mẹ đéo hiểu bấm giờ mà đến 191. 191 á? 91. Cái địt mẹ mày Quang ơi. Mày nói là 191. Em bảo 91 mà. Ai cút. Địt cút đi. Mẹ em chỗ mày. Bố mày rút tiền. Cứ chọn chỗ dầm rút. Hồn vãi lồn đéo hiểu quê đâu. Nhanh em ơi. Anh ơi em vừa mới được thông báo một vụ ổ đá đây anh ơi.
Ấu đà đéo ấy, bọn em đang chơi vui vãi lồn ra. Anh đéo hiểu sao anh định mẹ mày kiếm việc à? Anh có tin mà em đánh chết mẹ anh ở đây. Anh giỏi, anh mẹ mày cười vào đáng ra nói chuyện với em đây. Em cãi rồi là em cãi luôn anh ơi. Đi mẹ anh buồn cười vãi lồn thế này. Anh thích gây sự không? Anh thích không? Anh ngồi anh đánh đi nè. Anh đánh chứ đi. Anh đánh chứ đi. Anh đánh chứ đi. Anh đánh em chứ đi. Anh đánh em chứ đi. Anh đánh trước đi. Anh giỏi, anh đánh trước đi. Anh đánh em trước đi. Đéo hiểu đâu ra. Đéo hiểu đâu ra. Rồi anh em chuyện lành ngay, chúng mày tránh nha. Này, thay để tao. Ông ơi, đừng. Này, chúng mày đừng làm lên. Gì nhau? Đừng. Vô cớ, vô cười. Buồn cười, buồn cười. Nhím nhím quay clip lại, nhím nhím lấy điện thoại quay clip lại. Để chúng mày làm gì? Không hiểu ở đâu ra. Mày làm gì tôi? Hả? Đừng quấn nhau đó nha anh ơi, đừng có quấn nhau đó em chào bây giờ. Và vừa vẩn. Ông đi đâu ấy? Ở lại á, ở lại. À rồi bây giờ. Đi ngay. Đi 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 đi. Cảnh sát vớ vẩn. Lều tiều vãi lồn đi mẹ. Để em nhắn tin cho chúng nó nhá. Câu cá. Đi mẹ. Bọn em mới thành lập công ty. Không, mới thành lập công ty câu tổ mẹ mày. Ai, nắng em về nhà đi, ngồi đây em đéo ấy. Ê. Ê bạn ơi, đứng em gì ấy, cán bộ ấy. Cán bộ về nhà đấy, đi mẹ chiều chiều hoàng hôn ra dần phai rồi vẫn ở đây hả? Đứng em đi đéo ấy. Em mới đi uống nước. Đi đâu nhà chú? Ông mày định đứng đây bằng tốc độ gì? Đó. Và vẫn cứ chào bình thường đi. Anh nói gì đâu, anh cầm điện thoại chi vậy? Nó có làm gì anh đâu mà anh cầm điện thoại. Thích quay chụp lên Facebook ấy, làm gì được không? À, giờ điện thoại rồi ơi. Anh nói làm gì ấy anh đi. Ôi con mẹ mày. Chết mẹ mày đi. Mẹ em thề công an lúc mới vào nghề đi mẹ. Có thể nào quay lại được cảnh đấy không? Facebook ấy, đi con mẹ kiếm tí like. Nó đuổi không ạ? Ui, ui, được vãi lồn đây à? Đi vãi, ông mới du hành vũ trụ về à? Trông đỉnh vãi lồn đây. Ơi, đi ăn chia tay à? Mới du hành vũ trụ. Đi ăn chia tay nó sắp lên mặt trăng ở rồi, đi mẹ. Mày phải chơi sao mà đi mẹ? Tao mới vô game được 5 phút tao đi tù mày. Lồn. Bọn tao đéo cứu được mày, đi mày. Mày không nghe thấy bọn tao bảo Hiếu ơi chạy đi à? Mày kêu mày đéo thằng chết từ ngoài cười. Mày biết là tao lái xe, tao làm gì có súng. Mỗi mày độ kêu có mày đứng bên ngoài mày bảo kê tao. Tao bắn chết thằng gì tao thì bắn chết thằng công an rồi. Đi ngoài tao cảnh giới được thôi. Bây giờ anh bảo này, gom tiền và mua súng đông như này thì đéo phải sợ. Cứ một thằng cướp một lũ đứng ở bên ngoài thôi. Cảnh sát đấy là bắn, còn anh có nhiệm vụ là cứu người thế thôi. Cứ xong ngân hàng này đi ngân hàng ha khác, cứ như thế làm vòng quanh thành phố là xong. Lấy quanh có năm cảnh sát à? Lồn nào lần sau đi địt mẹ cướp chứ tao đứng bên ngoài. Đấy mày mặc bộ này. Mày bị điên à? Tao cướp cho địt mẹ em sợ. Mày biết bắn súng không? Địt mẹ chip. Địt mẹ tao hả? Chưa thử bao giờ nhưng mà. Thế thì đây mày đúng là thằng phải lên vào ngân hàng cướp rồi. Vấn đề bây giờ ấy là mình phải kiếm một con limo. Có xe nào? Đông xe nào đủ hết cho cả lũ này không? Có xe buýt anh ạ. Xe buýt. Rồi. Đủ được. Thế thì đợi tao một tí nha. Đợi tao ở đây nha, tao đi đây lấy cái xe buýt tải của tao địt mẹ mày, tao đi ship cá cả buổi chiều ấy, địt mẹ. Sử dụng cho cẩn thận. Nhím ơi, em nghe thấy không nhím? Em đi ra kiếm một cái xe buýt về để đủ cho 8 người đi. Đi chạy nó chạy kéo rồi. Đó đấy. Phát này, con nào đấy? Rồi, đủ 8 thằng rồi đấy. Đủ rồi đấy. Đi chạy ra đường. Quang, đi chạy đơn thẳng ra ngoài đường. Chạy đơn thẳng ra ngoài đường. Đi chạy thẳng ra ngoài đường. Từ xếp hàng ạ. Là xếp hàng. Phát linh đảo đi chạy thẳng. Quay ngược rồi. Ây à,
Ây à, ây à. Phát tiết rồi, phát tiết rồi. Địch cậu lại. Băng cướp về vãi luôn. Chết ở đâu rồi mọi người? Hello boy. Ôi, nhầm nhầm mày, anh ơi. Mày, xe đây ở đây. Đánh cả lồn, nhầm nhầm con mẹ. Lên thùng, lên thùng. Đánh cả đây, đánh cả đây. Hợp lý, hợp lý. Ôi, chỉ được 6 người sao mà. Lên được mà, cứ lên thôi mà. Không được. Được. Đứng lên đây được không? Đứng lên trên nóc hết xem nào. Đứng được, lên đi. Đứng lên trên nóc ấy, đứng lên trên nóc ấy. Địt bạn. Đây là chip ơi. Pino trèo lên trên đây. Trên nóc em bị kẹt rồi, Được, kẹt là đi được anh. Còn lên nóc rồi, lên nóc rồi. Đi được anh ơi. Lên được chip ơi. Ai đây, ai trước mặt đây. Ngồi xuống đã. Đi anh ơi, đi được rồi. Đi được. Pino rơi rồi kìa. Chậm rồi nhá. Ơ, em bị đơ rồi. Hay lắm, địt bại. Bạn làm thế chút nào. Đây, nó lại đi được rồi này. Trèo lên. Đây này. Thằng tích hôm qua là mua cái xe đấy ở đâu nhỉ? Xe đấy cũng chỉ được 6 người thôi mà. Đi mô quá, đi mô. Địt mẹ mày bảo. Hợp lý vãi luôn. Bảo kiếm cái xe Ben ấy, trèo lên có phải dễ hơn không? Địt mẹ. Cấp lộ vãi luôn, địt mẹ. Cướp vãi ỉa thật. Coi luôn á. Vãi luôn. Này chúng mày có cần có cần rút tiền không? Rớt một thằng rồi. Có rớt đâu. Ôi, ơi. Địt mẹ mày đáng lẽ phải kiếm cái xe Ben em ạ. Che đổ rác á. Con lượn luôn ạ. Anh đi xe ba thằng chờ. Đi từ từ thôi. Đi chậm rồi anh. Rút tiền. Xe buýt. Có cần rút tiền chưa? Đi có anh xe. Đi có. Có hai cái. Cần rút tiền. Từ từ nhá. Đây ngân hàng. Cảnh sát đuổi chạy kiểu lâu gì. Rồi xuống rút tiền đây. Đấy thằng nào mua súng thì rút tiền đi. Ok. Pino ơi đưa anh 10.000. Pino đưa anh 10.000. Ok ngươi. Xe này còn bao giờ anh sẽ biết kia nhanh hơn, xe này nhanh hơn. Còn lưỡi à? Xe nào cũng thế thôi, mình chưa chạy thẳng được có thế. Nó khác màu ấy mà. Đéo phải, nó đi pa trước rồi. Xe buýt mà. Phải từ từ. Này xí nghiệp xe buýt Hà Nội mà. Xe này kéo lên núi. Xe này kéo lên núi thế tội nghiệp quá luôn. Này, chúng mày đếm xe này có bao nhiêu chỗ đây? 45 anh ơi, xe 45. Nhiều lắm anh. Địt mẹ cho 4, 6, 8. Ba chỗ thôi. Ôi trời, tuổi lồn. Đúng kiểu địt mẹ mà mũi đốt inox. Trứng trọi đá. Thằng kia chết oan vãi luôn. Này, anh bảo. Nếu như mà lấy 3 cái xe buýt này xếp thành hình chữ U chắn mẹ cửa ngân hàng thế là xong. Nó bắn bọn ấy là bắn tỉa được ấy. Xong mình ra kiểu bắn gì tỉa thì cướp xong rồi mấy bọn anh em phục kích ở ngoài ấy, bắn mấy thằng cảnh sát là xong, loanh quanh chỉ có 4-5 thằng cảnh sát thôi mà. Bắn đếm đủ là được, đếm đủ là xong mà. Làm nào làm nhá, để cho tôi đường ra được. Tôi chết ở ngân hàng đấy. Đập trứng cút nhá. Yên tâm anh em đã giờ bỏ ông đéo đâu. Ông và tôi vừa nhìn thấy ông bỏ xe mẹ rồi đi. Ông bị điên hả? Đi tao này. Biết ngay bỏ mày bỏ tao đi. Tao có bỏ mày đéo đâu, đi mày mày. Em không cần. Anh em lên đấy ăn uống gì đó rồi cướp đi anh ơi. Ở đây lên trên này có tiện hóa đấy, ăn no đã rồi cướp đi. Ăn đi. Ăn đi. Rồi đi. Mẹ giống xe khách vậy luôn thế. Cướp. Mình cướp tài khoá luôn thì sao nhỉ? Đây là trạm dừng nghỉ anh ạ. Trạm dừng nghỉ chân. Đông vãi lộn thế. Xe đi. Đi qua ngân hàng thôi. Lên xe đi. Lên xe cho đúng anh ơi. Lên xe đi. Xe mẹ mày trông chán. Mẹ thằng kia có lên không đây? Còn mẹ mày. Cái mẹ đó. Ôi là chuẩn bị chắn cửa ông ơi.
Còi, còi lùi luôn. Rồi anh ơi, anh chị ơi, xử lý đi. Dạ. Rồi. Rồi rồi. Anh em set up đi, anh em set up đi. Anh ở bên này đường nhá. Quang ơi. À có xe, cảnh sát đi, cảnh sát đi, cảnh sát đi, cảnh sát đi. Tất cả. Đây 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 đây. Sau nhà 1 nhá. Địt con mẹ mày phải lồn thật. Bắn ở đâu căng thế. Ui. Cứu anh, cứu. Đâu đây, anh đâu đó đi đâu đây. Tôi không làm gì, anh đâu làm gì địt mà. Không làm gì đúng không, anh không làm gì, anh rời khỏi chỗ này. Tôi đề nghị anh rời khỏi chỗ này. Tôi đề nghị anh rời khỏi chỗ này. Anh có phải bác sĩ không? Em không, bác sĩ không? Em nhà báo, em thấy mẹ nhà báo à, phương tiện tác nghiệp của anh đâu. Giết thằng một thì một đối tượng cướp ngân hàng rồi. À, đi con này, chắc là tim luôn ạ. Đi à, nhà báo, nhà văn hả? Em bác sĩ, tội này. Em bác sĩ. Tội này nặng đấy. Ai bắn nữa vậy? Ai bắn nữa vậy? Kỳ này đi hơi lâu đấy. Kỳ này mấy anh này đi hơi lâu đấy. Kỳ này là cướp ngân hàng này mà có tổ chức. Dọa con cặc. Ui, vừa lên được 4.000 like đấy các bạn. Bạn nào chưa like bấm thêm phát nữa đi cho nó vui. Ui, đêm muộn rồi. Ui, lại lên thêm 6.000 like nữa các bạn ơi. Ui, nhiều vãi lồn. Ui, nhiều thế. Nhiều thực sự ấy. Cảm ơn Đỗ Thịnh nha. Các bạn nào chưa subscribe thì bấm subscribe luôn đi, cho nó lên nhiều một tí. Chứ còn đây 50.000 á, chắc chắn là còn phải có khoảng ít mọi mẹ 40.000 ông chưa bấm subscribe kênh này. Bấm đi, miễn phí mà. Bấm hộ cái đi. Đi, năn nỉ ấy. Bấm đi, bấm subscribe đi. Bấm cho phát nữa đi. Ui, tiền tôi đâu rồi? Ui, súng tôi đâu rồi? Anh ơi. Ôi, mất hết rồi. Sao tiền với súng đâu rồi? Mất hết rồi, hồi sinh là mất hết rồi. Vãi cả lồn thật, thế mấy anh em kia đâu vào tù hết à? Đi ra cái đầu thú nhờ. Đi lên đầu thú. Đéo ơi, đi mẹ mày hết 10 phút chúng còn đéo tìm ăn xác mình thì đi mẹ mày mình chạy chứ có đéo đâu. Mất hết rồi, địt mẹ. Quang ơi, nó đang tập trung hết ở kia kìa. Mất 5 phút để về đây đấy, bọn nó đang giải quyết bọn kia lâu lắm. Cướp không? Đi. Làm luôn, đéo phải nghĩ. Làm luôn, nhưng mà không có súng luôn nhá. Ừ. Có chạy đi đấy nhá. Ừ. Mày vào cướp đi để anh ở ngoài cho, anh đừng đợi cho. Ok. Anh bảo này, anh thả mày ở ngân hàng này xong anh sang một ngân hàng khác ở ngay gần đây nhá. Hên xui nhá. Ok không? Ok. Nhanh. Đi mẹ hợp lý vậy luôn, thể đéo ai có cái đầu óc như mình luôn. Anh ơi, alo. Ơi. Đéo ổn rồi, đi mẹ ngân hàng kia của em đéo được. Đéo được là sao? Chúng nó đi mẹ. Chúng nó em cướp phát chúng nó vây luôn. Đéo được, em phải chạy thế này. Mày ra ngó anh cái đi mẹ, anh đang cướp này. Còn okay, 200 okay. giây nữa. Ok có thật. Ok. Em đứng ngoài này nói anh nghe thấy không? Alo. Có. Có tiếng xe cảnh sát cái báo tao nghe nhá, để tao chạy nhá. Anh làm gì mà xuống xe? Đây em đi đây, đây. Em đi đây. Mọi người sẽ đón bạn em mà. Tôi. Giả xe người ta đi anh. Giả xe người ta đi. Địt còn mẹ mày. Quang ơi, tao tưởng có người tao cancel rồi. Có.
Ở đâu? Ơ, sao? Why? Mày còn chui về đây ăn lồn đi, à? Đi đi em, đi lối này, đi. Còn mẹ em mày đúng là cướp xong con mẹ em nó rồi. Đéo hiểu sao? Mày vừa nói chuyện thằng lồn ở ngoài đấy. Xong rồi anh cảnh sát ơi. Chát. Có cỡ này, có chân nữa, nhanh lên. Cửa trên này, ra cửa trên đi anh ơi, ra cửa trên đi. Ở đây. Ê, anh ơi, chạy đâu đây. Đi. Bọn em đi mà gửi tiền đó kìa, anh buồn cười. Không ai đứng đây, anh buồn cười. Cái gì đấy? Ở đâu ra đấy? À, giải tán câu này đi anh ơi. Thì đây đang giải tán đấy. Mọi người tông cảnh sát anh ơi. Bắn nó đi anh ơi, cay ơi, bắn nó đi. Bắn nó đi cay ơi. Để tôi, được rồi, chỗ này tụi em lo được rồi. Mấy anh đừng gửi tiền ở đây nữa, đây nguy hiểm lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Ôi ngân hàng về nguy hiểm và đái em ạ, giữa thành phố mà đi mẹ mày vào gửi tiền mà còn có cướp em ạ, nguy hiểm vãi lồn. Ít con mẹ mày Quang ơi, đúng là nãy đứng cố thêm một tí nữa là ăn mẹ rồi. Không được anh ơi, nó vào nó vây luôn rồi. Đứng lại. Bọn này bọn nó gọi người nhanh lắm. Đi một xe thôi. Không thì đéo tìm được nhau. Đi con súp. Qua tù đón chip. Đi. Ôi, xe mẹ à? Anh ơi! Bạn ơi, tôi đây! Ơi. Ui! Bạn làm sao đây? Không cho tôi ra ông ơi! Sao đấy? Kẹt à? Kẹt à? Chip đâu rồi? Ra phòng thăm đi anh xe mẹ ơi! Ra được rồi bạn ơi, ra được rồi! Ra rồi à? Chip đâu? Ok, đi con mẹ mà sao lại vào đây thế này? Vách cả lồn! Đi con mẹ! Sao bọn em vào tù? Đâu, đường đi ra như thế nào? Thế đi, các bạn sao lại vào đây rồi? Ô, sao đéo có đường đi mình ra? Mình vào trong tù với anh đổ thôi, mình đi vào trong tù nữa rồi. Vãi cả lồn thật, đéo hiểu sao, địt mẹ. Em là nhéo. À, đời. Tao vào thăm bạn mà. Ấn chữ L. Uầy, được vãi lồn em ơi, cảm ơn em nhé, cảm ơn em. Thank you em nha, ngủ sớm đi em ơi, đừng thức muộn quá. Đêm là lúc để đi vậy. Đêm là lúc để cơ thể người ta thải độc, em lại ngồi chơi với cả xem chim, thế là không được. Địt mẹ mày hiếu lợn nha, ta chưa động người mày nhá, địt mẹ mày. Mày độ mày làm đất, mày làm không cái... Ôi. Địt mẹ mày tuổi lồn, địt mẹ mày. Địt mẹ mày sao đừng động vào tao, nghe chưa? Địt mẹ mày, từ nay tao là trưởng tù, nghe chưa? Địt mẹ mày phi hành ra mà to à? Tưởng bố mẹ địt mẹ mày không biết né à? Thằng kia, mày địt mẹ mày, mày vừa nhìn thấy gì không? À, em không nhìn thấy gì. Ờ, tốt. Địt mẹ em. Đâu rồi? Thằng lồn xe mẹ đâu rồi? Sao chui vào trong mày hết? Mày biết bây giờ ai là tù trưởng chưa? Mày muốn round 2 không? Địt con mẹ mày, mày thích round 2 gì? Được chưa? Sẵn sàng chưa? À, bắt đầu, đi lại trọng tài này. Được chưa? 1 Đếm mẹ 2 3 Chơi đấy. Cái lồn gì đấy? Ai là chủ chứ? Mày đi mẹ tao mày. Là giang hồ chứ tao đéo phải là gì mày hiểu không? Mày đúng là thằng hèn. Đi đùa. Này, kiểu anh em đi kiếm xe đi hái cocaine hợp lý vãi lồn ấy. Nhưng mà phải có xe máy cơ. Đi tí nữa. Tí nữa về thành phố mua xe máy rẻ mà, có mấy nghìn thôi. Anh em. Hả? Cày thằng cảnh sát vãi lồn tí anh em. Úp không? Đi mẹ có số điện thoại nó nhắn tin cho nó. Đi mẹ mày ra xong rồi úp nó là xong. Thằng bố mày đi mẹ. Lồn đấy chuyên đi mẹ mày mem. Nó chỉ meme nó bắt anh em mình thôi. Bây giờ tí em mua. Bây giờ đéo tiền mua súng rồi tí tao chia cho mỗi người một tí. Đi mẹ mày 3.000 mỗi người mua một con dao. Xong rồi để tao hẹn nó vào ngõ chúng mày phục kích ở đấy ra băm nó. Chơi đi mẹ. Đéo này.
Hiểu? Sao sao sao? Muốn giàu nhanh không? Làm thế. Cần nói làm thôi. The fuck? Địt con mẹ mày. Đi em ơi. Địt mẹ tuổi lồn luôn. Thằng cảnh sát này. Địt mẹ mày động vào anh em tao. Địt con mẹ mày được câu cá một mình cứ vãi lồn. Địt con mẹ giỏi vãi lồn. Đánh đàn đó không? À ừ đánh đàn địt vậy. Địt mẹ thằng ngu kia. Vãi cả lồn lại địt mẹ thằng cảnh sát vừa chạy đây. Sao ông lại ra tường đầm nấp. Úi dồi ôi em tôi. Ngu thực sự. Hiếu ơi. Tino, Hiếu. Ờ kêu Tino. Tao đéo cướp thì mẹ Tino đi. Cướp đi địt mẹ. Thôi, anh đi mẹ tao bắt mấy lần rồi. À số 7 lần rồi, tao đứng ở cạnh đây với mày mà. Ơ thì mẹ lo đéo gì. Mày lần trước mày chạy nhanh. Lần này đứng cùng mày đi mẹ nhanh. Tao có súng. Mẹ nhím vô. Xe mẹ nhanh, xe mẹ. Để xe mẹ cướp đi mẹ. Để bọn tao canh ở bên ngoài. Đây, em canh nhau, em canh. Em canh được em. Nhanh lên, bọn nó đang về thành phố bắt thằng chip. Khoan em. Phải hứa với tao đi, địt mẹ. Hứa, thề, đảm bảo. Đâu có phòng nào mở được ta. Cảnh sát anh ơi, em nghe từ xe cảnh sát. Em nghe từ xe cảnh sát anh ơi. Có một việc, có một vụ cướp đang tiến hành ông ơi, không cướp được. Không sao em ơi, đứng dậy chạy tiếp đi, nhanh lên. Đi mẹ, đừng để vào tù ấy bạn. Thằng xe mẹ đâu rồi. Đi nhím ơi. Đi nhím ơi, đi. Địt mẹ mày, mày bỏ tao tiếp đồ. Anh sẽ trả lại cái súng. Ây da. Đi nó có súng không? Không anh. Xe anh ơi, vừa tông cảnh sát anh ơi. Ây à. Đi luôn. Xe này hỏng rồi, xe này hỏng rồi. Hết rồi, hết cảnh sát rồi, có 3 thằng ở đây thôi. Hay lắm Hiếu. Chuẩn vãi lồn Hiếu ơi. Từ tao cần cái xe đã. Hiếu nhá, bây giờ tao bảo mày nhá. Hiếu. Xe mày ơi. Ờ, tao đây. Ô, có xe hồng kìa. Lần sau anh bắt được rồi. Ây da, địt mẹ rồi, xong rồi. Cái địt mẹ. Bác sĩ chưa chết. Ôi. Mày chưa chết địt mẹ. Thêm 10. Ờ, thằng Bravo này. Bravo. Đấy, nó bắn mình. Ơ, cái địt con mẹ, sao nó bắn mình. Có cả mẹ sói bé tí nữa rồi. Rồi, xong rồi luôn. Địt. Xong. Ao, địt mẹ. Ai còng đi. Rồi còng thôi. Tại vì anh em đéo hiểu sao anh công an ạ. À, địt mẹ. Em lỗi của em. Em uống rượu em mất kiểm soát. Địt mẹ em đi xe hơi ẩu một tí. Cứ bạn em dậy cái được không? Tôi cho tôi hỏi là chiếc xe hồi nãy ai là người lái? Thằng áo đỏ anh ạ. Rồi, đợi anh áo đỏ dậy. Dạ, vâng. Anh em mình nói chuyện tiếp dạ, nha. Dạ, vâng anh ạ. Ok. Mấy anh thì mẹ đang bị truy nã mà còn uống rượu đi xe nữa. Ê, xong rồi. Em biết lỗi mà. Không hiểu sao em nghĩ gì. Em hành động như thế, dại dột, bồng bột quá. Ôi bạn ơi! Không, không, tai nạn giao thông, các ông cảnh sát không được cầm tôi. Ông DG Chip này là xe điên nha. Bảo dừng lại không dừng lại nha, tôi phải bắn chết nha.
Xe tôi mất phanh, tôi không dừng được. Xe mất phanh làm sao mà dừng được? Anh đi dây chip có nồng độ cồn áo đỏ cái rồi đấy mà. Đây không kiểm tra đi. Mày biết là không có rượu bia. Trong người không rượu bia nhưng mà tôi nghi vấn là đã mẹ tiêu thụ cần cỏ gì đấy nên hơi ngáo. Tiêu thụ hay không cần biết. Các ông kiểm tra không thấy nồng độ gì nữa, các ông bắt vớ va vẩn thả ra. Các ông kiểm tra xe tôi okay, xem xe có mất phanh không? Lỗi. Có phải lỗi của ông không hay lỗi của tôi? Ông bị điên à? Đấy là lỗi của xe thì mà. Đi chạy. Ông vớ vẩn cho xe cơ. Ông vớ va vẩn đi. Vậy là phải kiếm thằng sản xuất cái kiếm thằng sản xuất xe ra tìm hỏi tội đó đúng không? Đúng rồi, đi các ông phải tìm nhà sản xuất chứ. Nhím ơi. Từ từ anh ơi, để em tí, em đang cố tháo cong anh ơi. Mẹ. Để em chào. Em đang tháo cong. Nhanh lên. Ui nó quay lại rồi anh ơi, thôi anh bỏ em đi. Anh bỏ em đi anh ơi. Mẹ, phải đâu dẫn ta đi như này hoài được. Ông sói rồi. Anh, ông sói chạy. Ông sói được ai đón về thành phố đấy, em nhìn thấy đó. Đồng chí ơi. Chạy đi. Ê, đi cầm mẹ mày nữa. Thằng xe mày. Rồi, không, đánh. Không, em ơi, đánh cảnh sát, giết cảnh sát. Ê, 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 ê. Tìm mẹ lại nữa rồi. Tìm mẹ loãng thế. Chạy đi chúng mày ơi, chạy đi. Ơ cái địt mẹ thằng lồn nào, xe đỏ là thằng lồn nào vậy? Getty anh ơi. À nó giơ tay lên ơi. Ai địt con mẹ nó đéo bật được chúng nó chúng mày. Khổ vãi lồn. Ai ơi, cứ nguy hiểm quá, trốn nguy hiểm quá đi mẹ. Anh chống đó cho người anh ông vụ là tao nặng đó nha anh. Đi coi em chịu ơi. Lôi xe cho đây nè, xe mà đồ. Em đi ra mày. Địt con mẹ mà chúng mày. Địt mẹ mày. Ai ai đi đau thế cay là cho bắn một lần bắn phát được rồi bắn đéo mỗi người bắn phát anh cảnh sát ơi về dắt em về đồn nhanh lên đang có bóng đá Ajax vào 1-0 rồi anh ơi nhanh lên anh ơi cho em về đồn có tivi đúng không anh ơi cho em về đồn đấy còn xem bóng đá anh ơi để em cho tele về đồn cho nhanh anh cho em về đồn phòng lấy cung có lời à có tivi không anh. Có. Nhanh giúp em cái. Anh qua tàu hỏa anh mua ít bia đi xong về mấy anh em mình vừa uống vừa xem bóng đá vừa lấy lời khai. Được. Về đồn xem bóng đá lấy lời khai mà sao lại vào tù? Có ai ở đây không? Cái địt ơi bạn ơi tôi đây rồi địt mẹ khổ vãi lột nó hứa là giải tôi về đồn cho xem bóng đá mà đéo hiểu ra nó bắt vào tù địt mẹ khổ vãi lột à, ôi, sao mày vào đây vậy địt mẹ bọn này nó còn có giáp riêng như thế này thì đéo hiểu mày vào đây ấy, tao đéo biết mày là người như nào nhưng mày vào đây mày phải địt mẹ mày tuân theo luật của tù phải không. Tao xin giới thiệu, tao tên là Độ và tao là trưởng tù ở đây. Ok. Anh là tù trưởng đúng không? Ờ. Bây giờ phải. Ấy da. Mẹ mày nói nhiều buồn đi nào không? Còn mẹ anh ơi. Ai ông ơi. Ông đấm nhầm rồi. Nó chết rồi, chết rồi. Xong bảo tháo công cho em đã. Biết được buồn nhau không? Hả? À, đợi tí nó tự tháo. Tao tù bao nhiêu năm nay rồi. Mẹ vào đây phải chào tao trước, hiểu chưa? Tù đầu bạc hết rồi, đi còn tao nháo cho cháu ngay. Láo nháo lại. Tuổi lột. Ê, à, xin lỗi, ê, đi. Đừng. Tôi đá xác rồi. Ê, đau anh ơi. Đau anh. Từ từ, phải đi làm việc thì mới ra được. Đi làm việc à? Đi làm việc. Làm cái đéo gì?
Làm việc trong này này. Làm cái đéo gì? Đưa trong này. Có chữ chữ E không? B hàng, đóng hàng trong B hàng như thế này. Ôi nhưng mà vãi cả lồn đi mẹ. Đây đây chữ E đây, chữ E đây, ngươi chữ E đây, chữ E đây. Đấy, đóng xong bây giờ cái cửa. Ủa lâu vãi xưởng ấy ạ. Ủa ông ơi, có khi anh em đéo ra ngoài nó trong tù để vui vậy lồn. Có việc công an việc làm ổn định, đi mẹ mày. Ăn cơm chính phủ ngủ người canh, tội lồn phải ra ngoài.